Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của mình. Và nội dung của video ngày hôm nay, mình chia sẻ một cách làm chậu rất là sáng tạo để trồng những cái lan hồ điệp bằng những tấm lưới có thể đã bỏ đi như thế này. Và để làm một chậu hình vuông thì mình sẽ lấy chiều dài của các cạnh của tấm lưới này là 50 cm. Mình bẻ hai bên cạnh lên tầm khoảng 10 cm. Và tấm này được làm bằng hợp kim, bên ngoài được sơn phủ một lớp để chống hang rỉ và nó sẽ không có ảnh hưởng gì đến với những cái lan hồ điệp hoặc là các rễ. Sau khi uốn cong được hai cạnh thì mình sẽ tiến hành bỏ đoạn này khoảng 10 cm nữa. Và để có một chậu vuông thì mình sẽ cắt đối xứng hai bên. Và mọi người làm giống như mình thì sẽ được một hình như thế này. Bẻ hai cạnh ngoài vào và sử dụng dây rút để rút lại. Mình dùng dây rút để cố định lại những phân mình vừa bẻ vào. Và mình sẽ buộc dây treo lên và thành quả mình sẽ được một cái chậu để trồng lan như thế này. Mọi người có thể thấy rất là đơn giản và có thể làm theo. Và đây là cái lan hồ điệp mình đã trồng từ rất là lâu và cái chậu nhựa của nó đã không có phù hợp và đáp ứng được sự phát triển của cây, cho nên mình sẽ sử dụng và sáng tạo cái chậu bằng lưới kia. Mình tiến hành bỏ hết lớp giếng cũ và lớp giá thể. Những chiếc rễ bị thối và bị nhiễm bệnh thì mình sẽ tiến hành cắt bỏ. Và đây là một cái lá cũng đã bị nhiễm virus, mình cũng sẽ loại bỏ chiếc lá này. Mình sử dụng sơ dừa đã xử lý qua nước vôi và vỏ thông để trồng cây lan hồ điệp này. Sử dụng sơ dừa để trồng lan, nó sẽ giữ ẩm cho cây rất là tốt và giúp cho cây không bị mất nước và phát triển một cách hiệu quả ở mùa nắng nóng giống như ở mình.
sử dụng vỏ thông để cố định lại cây lan hồ điệp này vào trong chậu. Và để tăng khả năng giữ độ ẩm cho cây thì mình sẽ sử dụng thêm một ít rêu, và rêu mình đây là rêu chile, dùng để tăng độ ẩm cho cây rất là tốt. Sau khi trồng xong thì mình sẽ sử dụng một ít bột quế để sát khuẩn và giúp cho cây nó sẽ phục hồi. Đây là bột quế khô, mình đã xay ra từ những vỏ quế khô. Và trong bột quế chứa rất là nhiều các chất dinh dưỡng và các hợp chất, nó sẽ giúp cho cây lan hồ điệp sẽ không bị thối nhũn, giúp cho cây sát khuẩn và các đầu rễ nó sẽ không bị đen do môi trường. Sử dụng một thìa bột quế như thế này, mình sẽ pha vào trong 1 lít nước. Có thể sử dụng nước ấm để pha cho các chất trong bột quế nó sẽ hòa tan ra trong nước rất là nhanh, hoặc là có thể để khoảng 10 đến 15 phút để các chất trong vỏ quế nó sẽ hòa tan. Mình sẽ sử dụng phần nước trong và phần cạnh mình sẽ giữ lại qua cái lớp lọc như thế này. Với lớp bã từ vỏ quế thế này thì mình sẽ sử dụng để bón cho những cái trồng khác, và nó giúp xua đuổi côn trùng rất là tốt. Mình tưới đều lên trên toàn bộ cây vừa trồng sẽ giúp cho cây phục hồi rất là nhanh và xua đuổi các loại côn trùng, giúp cho cây sát khuẩn, phòng chống được một số loại bệnh do thời tiết gây ra.